anh lần theo câu ví đến Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, nơi biên cương một thành phố nở đầy hoa, Hoàng Liên sơn xanh xanh trong nỗi nhớ, điệu múa tiếng khen vương vấn dòng sông thơ. Về Lào Cai anh nghe câu ví đò đưa, chợt nhớ núi Hồng dòng Lam trong nở, cánh buồm cụ Nguyễn Du vẫn thấm thoáng đến bây giờ. Về Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, dù ở nơi mô cũng cứ giận mà thương, sống hết mình nên gừng cay muối mặn với Lào Cai luôn son sắt thủy chung, với xứ Nghệ luôn nhớ về muôn cội Hồng Lĩnh Hoàng Sơn Hải Phía một chân trời. Hiện tại thì Thanh Phong đang đứng tại trung tâm của thị trấn Simacai, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Ở đây thì cách đây mấy tuần trước thì đã xảy ra một cái cơn lũ quét rất là lớn và thiệt hại vô cùng cho toàn bộ thị trấn và huyện ở đây, và đặc biệt là các cái bản làng của bà con dân tộc miền núi đang sống ở các cái bản làng xung quanh đây nữa. Đây là khu không gian sau cái bão lụt. Dù là gần được một tháng rồi nhưng các bạn có thể nhìn thấy tất cả các nền đường đá ở đây vẫn còn như ngổn ngang của gạch đá và đặc biệt là bụi rất nhiều. Theo chia sẻ đây thì vì cái lúc mà nước rút thì bùn rất là nhiều và mọi người đã cố gắng để nạo và làm sạch, mãi đến tận hôm nay thì đã đỡ một chút nhưng mà bụi thì vẫn còn rất là nhiều. Và các bạn có nhìn thấy tất cả những cây xanh cây lá ở hai bên đường ấy, theo chị chủ quán ấy kể lại là cây nó vẫn còn bụi rất là nhiều. Và được như bây giờ cũng là một sự đoàn kết rất lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở đây nữa. Mọi người đều huy động ra, có ai có gì thì dùng đó để làm sạch, để cào bùn đi. Và xong bây giờ đến nơi thì một lúc nữa thôi thì Phong và cả đoàn sẽ tiếp tục đến với những cái bản làng nơi đã bị thiệt hại nặng nề để trao quà cho các gia đình khó khăn. Và hy vọng rằng chuyến đi sẽ mang được nhiều cái niềm vui, niềm hy vọng mới cho những gia đình đó và các bạn cùng hành trình của chúng tôi nhé. Anh lần theo câu ví đến Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, nơi biên cương một thành phố nở đầy hoa, Hoàng Liên sơn xanh xanh trong nỗi nhớ, điệu múa tiếng khen vương vấn dòng sông thơ. Về Lào Cai anh nghe câu ví đò đưa, chợt nhớ núi Hồng dòng Lam trong nở, cánh buồm cụ Nguyễn Du vẫn thấm thoáng đến bây giờ. Về Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, dù ở nơi mô cũng cứ giận mà thương, sống hết mình nên gừng cay muối mặn với Lào Cai luôn son sắt
thủy chung với xứ Nghệ, luôn nhớ về muôn cội Hồng Lĩnh, Hoàng Sơn, Hải Phía một chân trời. Vâng, cảm xúc của chị khi lên sau trận bão thì trời thấy như thế nào ạ? Trên đường đi thì chị thấy vẫn nó còn nhiều cái cảm xúc của dư âm của cái mùa bão vừa rồi ấy. Thì ruột gan nó vẫn cứ bồn chồn và nóng lòng để gặp bà con ở đấy, cũng như các em học sinh. Hơn 400 em học sinh ở trường nội trú ở viện, tí nữa mình sẽ đến trường học của nội trú của các con. Vì vì là ở đây cái trường này là bây giờ gộp lại nhá, tức là hai trường nó bị hỏng hóc hết, các con không học được, cho nên bây giờ là trường là tổng số học sinh là gần 400 học sinh lên cho anh lần theo câu vì. Đến Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, nơi biên cương một thành phố nở đầy hoa. Hoàng Liên Sơn xanh trong nỗi nhớ, thương quê mình núi Hồng sông Lam. Anh lần theo câu vì đến Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, nơi biên cương một thành phố nở đầy hoa. Hoàng Liên Sơn xanh xanh trong nỗi nhớ, điệu múa tiếng khen vương vấn dòng sông thơ. Về Lào Cai anh nghe câu vì đỏ đưa, chợt nhớ núi Hồng dòng Lam trong nở. Cánh buồm cụ nguyện du vẫn thấm thoáng đến bây giờ. Về Lào Cai gặp tình người xứ Nghệ, dù ở nơi mô cũng cứ giận mà thương. Sống hết mình nên gừng cay muối mặn, với Lào Cai luôn son sắt thủy chung, với xứ Nghệ luôn nhớ về muôn cội Hồng Lĩnh, Hoàng Sơn, Hải Phía một chân trời. Nghệ Tĩnh, Lào Cai, Hải Phía cũng là quê hương, nay là bạn.